Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cách sử dụng xương rồng tai thỏ kết hợp với muối hạt để điều trị bệnh đau gót chân. Thì đầu tiên mình sẽ nướng cái xương rồng tai thỏ này ở trên bếp ga hoặc là bếp than đều được ha. Các bạn nướng cho cái xương rồng của mình nó chín mềm là được. Các bạn trở đều xương rồng cho chín mềm ha. Sau khi xương rồng của mình đã chín mềm thì các bạn sẽ cho xương rồng để trên một cái bề mặt phẳng, rồi các bạn cho muối hạt lên trên. Các bạn dàn đều cái muối hạt này ha. Sau khi dàn đều á thì các bạn khi mà các bạn sờ cái muối hạt của mình á, các bạn thấy ấm ấm á thì mình sẽ đặt cái gót chân của mình lên. Thời gian đặt gót chân là khoảng 15 phút hoặc là sau khi cái xương rồng của mình nó hết nóng là được nha các bạn. Thì một ngày mình sẽ đặt gót chân lên xương rồng với muối hạt này 2 lần, sáng và tối. Thì khoảng 7 ngày đó là mình thấy là mình hết đau gót chân hẳn lên á. Đặc biệt là những cái bạn nào mới bắt đầu, mới chớm bệnh thôi các bạn, thì hiệu quả nó sẽ cao hơn ha. Hy vọng là cách này sẽ giúp ích được cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau ha.